Đa số mọi người đều biết rằng đi bộ sau bữa ăn giúp thư giãn đầu óc và hỗ trợ tiêu hóa. Các nhà khoa học cũng đã phát hiện ra rằng chỉ cần dành ra vài phút để đi bộ sau bữa ăn có thể làm giảm lượng đường trong máu, giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường loại 2. Trong một phân tích tổng hợp được công bố gần đây trên tạp chí Sports Medicine, các nhà khoa học đã xem xét kết quả của 7 nghiên cứu so sánh tác động của việc ngồi, đứng hoặc đi bộ sau bữa ăn đối với sức khỏe tim mạch, bao gồm cả lượng insulin và lượng đường trong máu. Họ phát hiện ra rằng việc đi bộ với tốc độ chậm sau bữa ăn với thời lượng ít nhất là từ 2 cho đến 5 phút có tác động đáng kể đến việc điều chỉnh lượng đường trong máu. Trong 5 trên 7 nghiên cứu được phân tích, những người tham gia đều là những người khỏe mạnh và không ai có triệu chứng của tiền tiểu đường hoặc mắc tiểu đường type 2. Hai nghiên cứu còn lại so sánh sức khỏe của những người mắc tiền tiểu đường hoặc tiểu đường loại 2 với những người hoàn toàn khỏe mạnh. Tất cả người tham gia được yêu cầu cứ mỗi 20 cho đến 30 phút thì đứng lên hoặc đi bộ từ 2 cho đến 5 phút. 7 nghiên cứu đều chỉ ra rằng dành vài phút đi bộ với cường độ nhẹ sau bữa ăn có thể cải thiện đáng kể lượng đường trong máu so với việc ngồi sau khi ăn. Khi những người tham gia nghiên cứu đi bộ trong khoảng thời gian ngắn, lượng đường trong máu của họ giảm dần xuống. Đối với những người mắc bệnh tiểu đường, việc hạn chế lượng đường trong máu tăng cao là một trong những yếu tố quan trọng giúp kiểm soát bệnh. Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho thấy đứng sau bữa ăn cũng góp phần giúp giảm lượng đường trong máu, dù hiệu quả kém hơn đi bộ một chút. Aidan Murphy, tác giả của nghiên cứu cho biết đứng cũng đem lại lợi ích nhỏ cho cơ thể. Tuy vậy, so với ngồi hoặc đứng sau bữa ăn, đi bộ với cường độ nhẹ vẫn là một biện pháp cải thiện lượng đường trong máu tốt hơn. Điều này là do đi bộ nhẹ nhàng đòi hỏi sự tham gia tích cực của các khối cơ nhiều hơn so với việc chỉ đứng yên một chỗ. Hoạt động cơ thể sẽ giúp các khối cơ sử dụng năng lượng và hấp thụ một phần glucose dư thừa sau bữa ăn. Một lợi ích khác liên quan đến đi bộ sau khi ăn là hỗ trợ quá trình tiêu hóa. Hoạt động thể chất có thể hỗ trợ quá trình tiêu hóa bằng cách thúc đẩy hoạt động của dạ dày và ruột, giúp việc tiêu hóa thức ăn diễn ra nhanh hơn. Trên thực tế, hoạt động thể chất với cường độ nhẹ sau bữa ăn cũng được chứng minh là có thể ngăn ngừa các bệnh như viêm loét dạ dày tá tràng, ợ chua, hội chứng ruột kích thích và táo bón. Hoạt động thể chất thường xuyên có thể làm giảm huyết áp và cholesterol xấu LDL, qua đó giúp giảm nguy cơ đột quỵ hoặc đau tim. Một nghiên cứu cho thấy rằng các bài tập thể dục nhỏ trong ngày, kể cả đi bộ từ 5 cho đến 10 phút với cường độ nhẹ sau bữa ăn cũng có thể làm giảm triglycerides trong máu, một yếu tố nguy cơ gây ra các bệnh tim mạch. Bên cạnh đó, đi bộ sau bữa ăn cũng giúp bạn tăng cường đốt cháy calo và hỗ trợ giảm cân. Dành 10 phút đi bộ sau bữa sáng, bữa trưa và bữa tối cũng giúp bạn tích lũy được 30 phút hoạt động thể chất mỗi ngày, từ đó đem lại nhiều lợi ích sức khỏe hơn cho cơ thể. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng bạn chỉ nên đi bộ với tốc độ vừa phải, tránh đi bộ nhanh hoặc chạy bộ ngay sau khi ăn vì nó có thể gây đau bụng. Ngoài ra cũng cần đợi khoảng từ 10 cho đến 15 phút sau bữa ăn để thức ăn kịp tiêu hóa bớt nhằm hạn chế tình trạng đau tức bụng. Các chuyên gia cũng khuyến cáo mọi người nên làm việc nhà hoặc vận động cơ thể bằng các hình thức khác nhau, tăng cường hoạt động thể chất cùng với việc thay đổi chế độ ăn uống lành mạnh, góp phần giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Hoạt động thể chất dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn cũng có thể ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe.